vợ tôi đó, nàng có một bí quyết. Đào hồng đơn Venus giúp vòng bụng căng tròn săn chắc, cho da sáng hồng căng mịn, cho hạnh phúc nồng nàn. Đào hồng đơn Venus đẹp dáng sáng da, thăng hoa cảm xúc. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc trị bệnh. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Giải Mã Đàn Ông. Kính thưa quý vị, chương trình Giải Mã Đàn Ông được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải Nam Media thực hiện. Xin được cảm ơn nhãn hàng Đào Hồng Đơn đã đồng hành cùng với chương trình này. Cứ mỗi lần đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình này thì Minh Xù cảm thấy rất là vui, bởi vì Minh Xù cùng với Cát Tường và đặc biệt hơn hết là cùng với ban cố vấn sẽ giúp cho những người phụ nữ khi tham gia chương trình này họ sẽ hiểu hơn mọi góc cạnh của những người đàn ông thật sự. Và đến với chương trình thì luôn luôn như Minh Xù vừa chia sẻ, hai chị em chúng tôi sẽ có hai người bạn đồng hành xuyên suốt chương trình, đó chính là ban cố vấn. Wow! Trời ơi! Bé mấy tuổi mà bé tung tăng giờ vậy? Em trên 18. Dạ con xin chào mọi người, con cũng 18, nhận đôi. Thật sự luôn á, anh phải nghĩ đến cái cảm giác của con anh khi ở nhà nó coi ba nó làm gì trên đài. Vỗ tài. Mà nói nghe nè, em đồng hành với Hoàng Rapper cũng mấy lần rồi, em có hiểu được cái gì về tâm lý của bạn ấy chưa? Em cảm thấy em không cần và không muốn và không có nhu cầu. Phải tùy đối tượng chứ chị. Anh cũng đừng có buồn, tại vì ở đây không, tôi hiểu mà. Thôi được rồi, hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một ban cố vấn là khách mời để dung hòa lại hai anh chị nha. Đúng rồi đó. Tặng quà cho mình ngày hôm nay nữa. Món quà đặc biệt này là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Cái gì đâu mà lâu quá à. Gái đợi mà để người ta chờ kỳ ghê luôn vậy đó. Hô. Hết hồn mà. Sao tôi đợi mà sao tới trễ vậy? Thôi xin lỗi mà. Ủa, có chuyện gì mà gấp quá vậy? Thì Út hẹn anh ra để đưa anh cái này nè. Ủa, mình đi đám cưới của ai vậy em? Đám cưới Út á. Nhớ gì? Tới nha. Đám cưới Út hả? Ừ. Sao làm gì bất ngờ dữ vậy? Trời ơi, bởi vì sao? Anh thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Đến nay Út bước theo chồng, anh thấy buồn thiêu. Chiều chiều ra đứng bờ sông, nhìn con nước ròng nước lớn. Liêu xiêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Đêm nay Út bước qua cầu, anh sầu anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa
Sao Út có lấy chồng bỏ tôi với Út? Ủa, Út lấy chồng mắc mớ gì mà anh khóc? Tại tôi thương Út tôi mới khóc chứ bộ. Gì? Thương Út. Gì? Thương Út mà. Thương hả? Thiệt. Thôi bây giờ tôi không nói lý do đâu, bây giờ tôi chỉ có yêu cầu anh một yêu cầu thôi. Yêu cầu gì tôi cũng làm hết trơn á. Giờ thương tôi á, về nói ba mẹ mang chầu cao qua hỏi cưới tôi. Yeah. Ủa, quên. Rồi Út với cái người trong này sao, bẻ kèo hả? Ủa, Út sinh đôi mà. Cái này là đám cưới Út em, tôi Út chị chứ bộ. Yeah, yeah, hay quá. Phương Trinh Chi và diễn viên Minh Lân. Để cho tôi suy nghĩ là coi, tôi giới thiệu là hồi hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một ban cố vấn là khách mời để dung hòa lại hai anh chị nha. Một cố vấn khách mời tự nhiên ra đây rồi hốt luôn cái ông này xuất hiện là sao Phương Trinh? Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã cho Trinh cái cơ hội được làm một thành phần của ban cố vấn. Ca khúc này là một ca khúc mà Trinh đã từng tham gia trong một chương trình. Và hôm nay thì hai anh em gặp lại nhau rất là vui và mang một món quà đặc biệt tặng cho quý vị, giống như là một lời cảm ơn tất cả quý vị đã cổ vũ và yêu mến anh em trong thời gian qua. Yeah. Bây giờ là chỉ còn có 1 ô à. Mà giờ hai người xuất hiện rồi, ông này ông ngồi đâu? Chúng tôi mới cưới nhau mà, chúng tôi cũng cặp mà ngồi chung ghế. Trời ơi. Tôi ý kiến vậy nè, trước khi mà sắp xếp cái chỗ ngồi đó, cho chị hỏi một câu, cái ý tưởng kịch bản hồi nãy là của ai vậy? Minh Luân và Phương Trinh đã tham gia một chương trình hát song ca với nhau. Nhưng mà cái ý tưởng gì kỳ cục vậy? Yêu người ta, yêu thầm nhớ trộm, muốn cưới người ta mà nhà người ta có hai chị em sinh đôi mà không có biết. Cái người đàn ông này đúng là rắc rối tâm lý, nó phức tạp. Vậy thì phải cho anh ấy về đây cho phụ nữ giải mã chứ. Được không quý vị? Hợp lý không quý vị? Mời anh đi bệnh. Đây, nam chính của chương trình giải mã đàn ông. Quý vị thân mến, và là ngày hôm nay chúng ta đã có ban cố vấn nè. Chúng ta đã có nhân vật chính của chương trình này nè. Nhưng không thể nào thiếu được ba người chơi. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi một trình diễn yoga vừa rồi ạ. Xin được cảm ơn các chị rất là nhiều và cho em giữ lại nhân vật chính tham gia chương trình nha. Em xin hỏi lý do vì sao ngày hôm nay chị muốn mang một cái tiết mục trình diễn yoga đến với tất cả quý vị khán giả. Chào ban tổ chức và khán giả có mặt tại trường quay cùng khán giả xem đài thân mến. Bản thân Ân đang là giáo viên dạy yoga. Cảm ơn chị Phượng Ân rất nhiều. Và nói về yoga, đây master yoga luôn chị. Thần tượng luôn. Chị theo dõi Phương Trinh rất là lâu và chị rất là ngưỡng mộ trên điện thoại rất là nhiều hình mẫu của Phương Trinh tập và rất thích bô theo nhưng mà không đẹp bằng thôi. Không bao giờ, em cũng chưa biết hai người chơi còn lại là ai, nhưng mà mình có chung một cái sở thích và niềm đam mê đúng không? Cho nên thôi chặt chị về vậy đợi em luôn đi cho rồi. Trời được. Gã luôn vậy đó hả? Không được. Vậy là mất công bằng cho đội chú chị Khả Như với lại đội anh Hoàng Rapper. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem hai nhân vật nữ còn lại nữa là ai. Xin mời. Mời hai bạn tự giới thiệu về bản thân ha. Đầu tiên em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Vân Nhi và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng về lĩnh vực bất động sản ạ. Đến với chương trình là để em giải mã anh Minh Luân. Wow. Minh Luân có được chọn về đội của em không? Khao bạn. Bình tĩnh em. Bình tĩnh. Háo sắc. Ngồi xuống. Ngồi yên, đừng có háo sắc. Coi, nhiều khi người ta có chồng rồi đó. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Dung. Hiện tại công việc của em cũng là nhân viên tư vấn bất động sản. Thì nếu như mà anh chị muốn giàu thì về đội của em. Wow. Hỡi người đàn ông tin tưởng, người ấy hãy nghĩ xem trong ba người này, người nào là người chưa có người yêu. Đoán đi anh. Minh Xù. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Tinh tế vào. Thế là bạn Nhung sẽ chưa có người yêu. Phải không em? Dạ đúng rồi. Hợp lý. Mời chị Khả Như. Bây giờ em đoán là chỉ một người thôi. Ai là người có gia đình rồi trong hai người này? Có gia đình rồi thì em nghĩ chắc là chị Yoga hả? Đúng rồi, chị có gia đình rồi. Ok. Không, mà thật ra đến với chương trình này á, có người yêu chưa có người yêu hay không có người yêu nó không quan trọng, mà cái chuyện mà chúng ta cùng nhau tập trung giải mã cái người đàn ông đằng kia. Giải mã cho vui thôi nha. Cho vui thôi. Chứ đừng có nghĩ giải mã anh là quan trọng nha. Không, vậy là mắc sợ không? Lo sợ không? Chị là có gia đình, bên đây là chưa có người yêu. Cứ nghĩ là cô bé đứng chính giữa này là
đã có người yêu, vậy mà hồi nãy dám thả thính với mình luôn ngay chỗ sân khấu này luôn. Chị là chị thích em nhất rồi đó. Ủa em hôm nay người yêu có đi chung không em? Dạ không, em cất ở nhà rồi. Yên tâm chơi. Bây giờ cho mình sự hỏi, mình sẽ lựa chọn về đội của ai ở bên này. Tại vì anh Hoàng rapper rất là nóng lòng. Thế mình ưu tiên, đúng rồi, ưu tiên rồi. Chưa có người yêu, ưu tiên trước. Em, anh cũng chưa có người yêu đây. Anh có bạn rồi em à? Đúng vậy. Anh mà nói anh có người yêu rồi là giờ anh xử anh liền. Theo chị nghĩ nha, em chưa có người yêu thì em nên đến với người đã có người yêu rồi. Tại vì họ sẽ tư vấn cho em, bày cách cho em để giải mã một cái người đàn ông đằng kia. Chị thấy hơi khó hiểu đó. Anh đã từng yêu. Còn nếu như em chơi gu em mặn luôn á, là đến khi có gia đình luôn. Nè chị nói cho em biết nha, những người phụ nữ có gia đình là những người phụ nữ người ta phân tích đàn ông một cách rõ ràng và rành mạch. Người ta có kinh nghiệm trong tình yêu, người ta có gia đình hạnh phúc. Và hãy về đội của chị. Trời ơi, cô làm như cô có gia đình rồi đó. Đúng cô. Đúng rồi, thì gia đình còn có ai. Bây giờ cô phải nói như vậy thôi. Rồi, thưa quý vị, em đã 22 năm ế rồi là thiếu hơi trai lắm luôn rồi. Thiếu hơi trai rồi. Thế thì em quyết định là anh Hoàng rapper. Hoàng ơi Hoàng, em từ từ em thấy vậy là không được rồi. Em quyết định rần rồi đấy. Tự trọng. Dạ, dạ. Sao em chọn ai? Em chọn chị Khả Như. Chị Khả Như. Còn chị Ân. Duyên phận của anh với lại Jolie Phương Trinh. Đúng rồi. Đã dùng từ duyên phận. Con gái yêu vô ga vô đây. Trời ơi. Rồi còn gì bằng nữa. Đã dùng từ duyên phận rồi thì không còn gì để chần chờ nữa hết. Quý vị thân mến, ba đội chơi đã sẵn sàng. Hãy cùng với chúng tôi làm quen với một đoạn video clip để hiểu hơn về diễn viên Minh Luân. Diễn viên ca sĩ Minh Luân sinh ngày 11 tháng 8 thuộc cung hoạt đạo Sư Tử. Cùng sư tử biểu tượng cho lửa được mặt trời chiếu mệnh, cũng giống như con vật biểu tượng, những người thuộc cung sư tử luôn mạnh mẽ, độc lập và dũng cảm. Trong mọi lĩnh vực, người thuộc cung Leo luôn thể hiện sự năng động, hào phóng, nhưng không thiếu sự quyến rũ và thật thà. Họ ghét sự tầm thường và những thứ giả dối. Theo thần số học, số 6 là con số chủ đạo của diễn viên Minh Luân. Người có số chủ đạo này có khả năng sáng tạo, luôn biết quan tâm gia đình và bao dung với mọi lỗi lầm của người khác. Thật ra thì Minh Luân cũng tin vào tướng số. Những cái mà về tính cách, cái clip vừa rồi thì hình như là nó cũng chính xác, khá là chính xác. Giống rất là nhiều thứ. Vậy thì ngày hôm nay với cái video clip ngắn vừa rồi thì chắc chắn gợi ý cho ba người chơi rồi ha. Còn bây giờ quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Đàn ông nghĩ. Đào hồng đơn về nước, đẹp dáng sáng da, thăng hoa cảm xúc. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc trị bệnh. Rất vui khi được chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giải Mã Đàn Ông. Chúng ta đang đến với vòng đầu tiên có tên gọi là Đàn Ông Nghĩ. Cấp độ 1, ba người chơi và nhân vật cùng xem 8 tình huống bằng clip và hình ảnh. Trả lời câu hỏi sau mỗi clip đáp án trùng khớp với đáp án của nhân vật được 10 điểm. Cấp độ 2, xem 6 từ khóa về tính cách của nhân vật ngoài xã hội. Trả lời câu hỏi, tính cách nổi bật nhất của nhân vật trong quan hệ xã hội là gì? Trả lời đúng, được nhân đôi số điểm hiện có. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng nhau theo dõi 6 từ khóa về tính cách của diễn viên Minh Luân trong vòng thứ nhất. Lịch thiệp, thẳng thắn, ít nói, câu toàn, lạnh lùng, xông xáo. Minh Luân à, đây là giờ phút em hãy suy nghĩ về bản thân mình và cho một cái đáp án vào cái thùng bí mật này. Và chị Tường sẽ niêm phong lại, đến cuối vòng 1 ta mới mở ra để so sánh với kết quả của ba người chơi. Suy nghĩ cho kỹ nha. Không cần phải nói gì hết. Đây, nào, 1 phút nhạc nhẹ bắt đầu. Và mong muốn làm gì trong... Ủa sao xong hả? Rồi nha quý vị, xong rồi nha. Đáp án đã có vào chiếc thùng này rồi và các Tường xin phép niêm phong nó lại. Mọi người thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu vào cấp độ số 1 với tình huống thứ nhất. Ê, trời mưa buồn thúi ruột cười dữ vậy mày? Tai nghe này nè, tao mới mua nè. Chuẩn luôn, âm thanh rất hay. Thử đi. Thì không. Đẹp, nghe thử cái. Lên quá nha. Nhạc lên quá. Ôi, hay, đỉnh, âm thanh hơi bị chuẩn. Bass, jazz, awesome.
Mày lựa hả? Tao lựa chứ ai. À, giang tự nhiên tôi thấy cái tai phone này nó hợp với tôi á. Hay là có gì cái này của tôi. Có gì tiền bạc tôi gửi xong, ông mua cái khác nha. Vậy nha. Trong tình huống này, nhân vật sẽ làm như thế nào? A. Từ chối và lấy lại tai nghe. B. Nhường bạn và mua tai nghe khác. Và C. Đưa địa chỉ bảo bạn tự đi mua đi. Nếu anh Minh Luân, nếu như cái người mà xin cái tai nghe đó là em á, anh cho. Còn cái người đó là người nam thì phải coi lại. Theo em thì sao? Anh tôn trọng ý kiến của em, mình cứ bàn đi, mình cứ chọn tiếng nhà đi không sao đâu. Đàn ông bây giờ luôn á. Vậy đặt theo em thì sao rồi nè? Theo em đoán rồi, với người như anh Luân nè, ảnh khẳng khái nữa đó, anh thẳng thắn nha. Mà làm việc với anh mới biết là anh vừa khó tính và có đôi phần nóng tính rồi đó. Anh kỹ tính lắm. Bây giờ nói xấu tôi kìa. Hết giờ rồi quý vị ơi. Nè, cái đội chưa người yêu nè, em phát biểu đi. Em thấy anh Luân là một người rất đẹp trai. Đúng, đúng. Nó đâu có liên quan gì tới câu hỏi đâu em. Tướng sinh ra cái tâm đó. Dạ đúng rồi. Và nhẹ nhàng, cũng có một chút nào đó rất là thẳng thắn. Cuối cùng là em tin vào cái sự lịch thiệp của anh. Nhẹ nhàng. Chốt đơn em, chốt đơn đi. Chốt đơn C. C. Tự đưa địa chỉ mua. Xin mời chị Ân ạ. Rồi lên chị ơi. Cái phần giới thiệu đầu của nghệ sĩ Minh Luân mà theo cái khung hoàng đạo rộng rãi và bao dung, hào phóng. Dựa vào đó và tư vấn của Phương Trinh là tại vì Phương Trinh đã từng có thời gian tham gia show với lại Minh Luân rồi. Rành lắm. Đấy đó. Rành giống lắm. 2, 3. C, B và C. Còn em thì sao ạ? Trong cái video vừa rồi á, thì mình sẽ xét về nhiều góc cạnh cái mức độ thân thiết của người bạn nó như thế nào, cái giá trị của cái món đồ nữa. Ví dụ như là tôi thích cái nhẫn hột xoàn quá, hoặc là một cái đồng hồ 100 triệu đi, thì nó sẽ khác. Không được, không được, đâu. Đúng rồi, đúng không? Trong một cái tình huống vừa rồi thì Minh Luân sẽ có một cái phương án đó là B. Anh Luân không làm em thất vọng anh à. Quý vị biết không, anh Minh Luân rất là rộng lượng luôn. Tôi nói nghe, nguyên một cái dàn gọi là ban nhạc á, bao nhiêu người lãnh vỗ mua nước cam, mua đồ ăn hết cho mọi người. Em đếm giùm chị ekip hôm nay mình 100 người đó cơ. Nha. À, hình như cái xe bán đồ ăn rồi kia nó dẹp rồi chị à. Cảm ơn em. Để bữa sau cũng được. Kính thưa quý vị, chị mới ở tình huống đầu tiên thôi, đã mang về cho đội đã có gia đình mới đếm. Và bây giờ sẽ là tình huống tiếp theo, xin mời. Ai nước này. Trời, nhìn ghét ghê. Chào lâu cái. Ủa, nó một thanh người ta. Thanh nó có mèo hả trời. Em thích đi du lịch không? Vậy tháng sau mình đi. Xếp xếp. Được. Sao vậy anh? Nhỏ một cũng phải vỡ nó. Không, không có gì. Sao? Cái bạn con trai đó có thằng bạn đang ngoại tình. Thế thì bây giờ trong trường hợp này, cái người đàn ông đó, cái nhân vật đó sẽ làm gì? A. Xuất hiện vạch trần bạn của mình. B. Phớt lờ, đó là chuyện riêng của thằng bạn. Và C. Điện thoại báo mét cho vợ bạn. 30 giây thời gian trả lời. Bắt đầu. Em Minh Luân có người bao đồng hay không? Mét. Em nghĩ cái tình huống này đưa ra đáp án luôn đi. Đưa lên một lượt luôn. Là Minh Luân đưa luôn đúng không? Lật bài ngửa nè. Đưa một lượt luôn. Lật bài ngửa luôn. Lật bài ngửa. 1, 2, 3, lên. Có thế nào Minh Luân là một người bao đồng hay là nhiều chuyện được? Đúng rồi, đáp án đúng mà. Khả Như, tại sao em lại chọn B? Anh Luân á, một cái người hào phóng á, thường họ hời hợt với những chuyện đó. Kệ, tại vì nó cũng không liên quan tới mình, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới ai. Trừ khi nào mà nó nghiêm trọng quá ở mức độ bản thân thì anh Luân sẽ lên tiếng. Cái này là Khả Như đang nói gì Khả Như luôn đó chị ạ. Thôi, vậy em nói về em đi Minh Luân à. Tại sao em lại chọn phương án đó? Em cũng làm như vậy hoài phải không? Không phải riêng Minh Luân mà đối với Minh Xù chắc cũng vậy luôn. Dạ không anh ạ. Không, bản thân em là cũng không luôn. Đúng rồi. Một cái sự việc nó xảy ra, thứ nhất là mình nói ra mình có lợi ích gì đâu. Nhiều khi mình lại phá hạnh phúc của người khác, rồi mình lại bị ảnh hưởng người khác, rồi mình lại mang tiếng nhiều chuyện nữa. Cho nên cái chuyện tốt nhất là cái chuyện của ai thì người đó làm, trừ khi chuyện đó ảnh hưởng hỏi tới, mình. Ảnh hưởng thì tới mình mới lên tiếng thôi. Thì người anh của em hiểu mà. Thì bởi nhờ vậy mỗi người được 10 điểm nữa. Chúc mừng. Yeah. Hay vậy. Tập này có vẻ bên kia hiểu anh Luân nhiều rồi nha. Bây giờ mình khó khó một chút đi nè. Thôi xin mời quý vị đến với tình huống thứ 3.
Không. Ai vậy? Nghe mùi nước hoa thôi là biết ai liền. Người yêu anh chứ ai. Dở quá ta. Chưa kêu nước cho em luôn. Anh đợi em tới anh mới kêu cho em chứ. Tặng quà cho anh nè. Cảm ơn em. Mà hôm nay là dịp gì mà em tặng quà cho anh? À, thì chắc là sinh nhật của anh á. Sinh nhật anh? Ừ. Ủa? Hôm nay đâu phải sinh nhật anh đâu. Khoan khoan, hình như có gì đó cấn cấn sai sai. Chứ... hình như hôm nay là sinh nhật em đúng không? Phản ứng của nhân vật nam tiếp theo sau khi mình đã phát hiện mình quên ngày sinh nhật của người yêu, bạn ấy sẽ làm gì? A. Xin lỗi và dỗ dành người yêu. B. Dẫn người yêu đi mua quà đền bù. Và C. Viện lý do công việc nên quên ngày sinh nhật. 30 giây suy nghĩ trả lời bắt đầu. Cái tình huống này quen quá. Thế nhưng 5 4 3 2 1 Em mới thấy rồi, chị Ân, chị Dơ rồi. Vì sao chị chọn B ạ? Trong trường hợp của Minh Luân thì lỗi thuộc về mình thì có thể là xin lỗi, dỗ dành rồi phải mua quà bù nữa. Chứ không phải là xin lỗi suông được. Thôi bây giờ mình hỏi Hoàng Đắp Bơ đi, bạn ấy cũng là đàn ông nè. Dạ em cũng đồng quan điểm với bên đội của chị Ân. Bởi vì tâm lý phụ nữ thường là người ta bị tổn thương á. Mình ơi bù đắp vào trám vào. Bù đắp như món quà. Khi có yêu là có quà. Còn khi hết là không quà. Ca sĩ dạo này bớt đi hát thì sao, hát kỳ ghê. Dạo này tập yoga không hả? Tông gì mà tông đơ không vậy, không hiểu nữa. Tại vì thật ra lúc mà mới vừa ABC xong, cái bạn này là bạn nói là em là phải về B mới được. Xong cái bạn hỏi ủa vậy mua quà có xin lỗi không? Nói không, A là xin lỗi, B là mua quà. Bạn nói A chứ, đàn ông sai là phải xin lỗi liền. Nha. Trời đất ơi. Trời đúng rồi. Cái gì mà em vừa không, thấy chị, người ta chị, em đưa cái bảng luôn em hả? Không phải, luôn từ nãy giờ hai cái đáp án sai hết rồi. Em mong một người nào đó trả lời đúng một cái là em đưa lên liền. À, ủa vậy là bình thường trong cuộc sống là em xin lỗi thôi chứ em không có tốn tiền mua quà nữa hả cưng? Không, thật ra thì đối với Minh Luân thì ngày nào cũng là một cái ngày sinh nhật, ngày nào cũng là một cái ngày gọi là kỷ niệm. Anh là bớt yêu lại nha, tốn tiền. Lý luận của đàn ông quá à, lý luận của đàn ông. Ví dụ như là bạn gái mình có ngay cái ngày sinh nhật đi, có thể ngày hôm đó mình không mua quà được nhưng mình sẽ bù lại ngày sau. Nhưng mà cái lời xin lỗi là cái lời phải ngay thời điểm, phải ngay thời điểm hiện tại. Xin lỗi em là lời xin lỗi. Xin lỗi em. Quá đủ rồi. Trinh mình không có điểm nha, mình bớt hát lại. Chúc mừng đội của chị Khá Như 10 điểm. Rồi và bây giờ sẽ là tình huống tiếp theo. Dạ con chào cô Thủy. Chào con. Dạ. Ủa hình như là con là con của cô Lan đầu kia phải không con? Dạ đúng rồi cô. Nhìn tướng đẹp trai bảnh tỏn quá ha. Dạ cảm ơn cô. À nè, mà có vợ con gì chưa con? Dạ con chưa có cô. Sao không có đi chứ, cô thấy là má của con là trông cháo dữ lắm rồi đó. Dạ con còn trẻ mà cô. Trời ơi nhìn ăn bận sành điệu quá. Chắc là làm công việc cũng ngon lắm hả con? Lương tháng con được 30-40 triệu không con? Dạ. Sao cười? Trong trường hợp này thì chàng trai sẽ như thế nào? A. Thẳng thừng từ chối trả lời những câu hỏi như thế. B. Trả lời qua loa cho xong chuyện. Và C. Trả lời đầy đủ các câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Mình không được nhìn bài của bạn. Mình hãy tự phân tích. A là gì? Tổ tư vấn xin mời. A là gì Sù ha? A là từ chối. Từ chối trả lời luôn, không trả lời. B là sẽ trả lời qua loa. Qua loa là xong. Là dạ, thì mấy cái gì đó mới mốt tính cô à hả? Kiểu kiểu vậy. Anh Hoàng anh đừng hỏi Sù nữa, anh Sù nói em rối lắm. Nghiệp quá. Thôi về đi. Ai bước 5, 4, 3, 2, 1. A, B, B. Nếu như mà em cứ bị một cái người lớn mà như bạn của mẹ mình, bạn của ba mình mà hỏi hoài, mà người lớn có ngộ lắm, hỏi được câu ta trả lời hỏi hoài luôn, tính sao cưng? Thế mình luôn ở ngoài đời cũng vậy, trả lời cho qua loa. Người ta không hiểu nhiều công việc của mình. Nếu mà mình trả lời á, đôi khi người ta cũng không hiểu. Chọn một cái quyết định gọi là trả lời qua loa. Yeah, yeah, yeah.
bạn thân đó, hoàng gấp bơ đó. Đó, thân cho lắm nha. Ai cũng thân hết, mà thân ai nấy lo luôn. Đội của Phương Trinh và đội Khả Như được 10 điểm, còn đội Hoàng Rapper vẫn mãi mãi như thế nha. Có nghe mình góp ý chương trình nên ví dụ trả lời sai trừ điểm đi. Đây là hộ nghèo, đừng có hại hộ nghèo tùy nữa. Cố lên nó dòng sao nha. Và bây giờ sẽ là tình huống tiếp theo, xin mời. Alo, em giao tới rồi hả? Rồi rồi em đứng đó đi, chị xuống lấy liền ha. Rồi rồi cảm ơn em. Rồi 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 rồi. Tiễn ơi, chị có đóng hàng ở dưới á, người ta mới giao, em xuống lấy giùm chị nha. Ok, em lấy giùm chị nha. Cảm ơn nha. Để đồ ở ngoài đúng không? Dạ em để đồ ở ngoài. Dạ. Dễ thương quá à. Em, chị nhờ xíu được không? Em lên phòng sếp á, em ký giùm chị mới giấy tờ này được không? Tại biết sao không? Chị cũng muốn đi lắm nhưng mà đi giày cao gót á, mỏi chân quá. À, ok, dạ được rồi. Em, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Tiễn ơi. Dạ. Chị nhờ CC nữa nha. Có luôn hả chị? Trời ơi, khỏe lắm em. Tại vì hết giờ làm rồi mình khỏe rồi ha. Em chạy qua quận 5 á, em đưa hồ sơ giùm chị nha. Đi một xíu hả, đi gần hả. Khi mà bị đồng nghiệp sai vặt như vậy đó, thì chàng trai trong tình huống này sẽ làm gì? A. Ngậm ngùi tiếp tục làm giúp. B. Viện lý do rồi từ chối. Và C. Nói thẳng và yêu cầu đồng nghiệp là đừng sai vặt mình nữa. Lưu ý đây là câu hỏi có quà. Món quà dưới 10 tỷ đồng đó quý vị. Anh Vinh luôn, ảnh là một người hay giúp đỡ người khác. Nếu như là người đó là người đàn ông, mày đi làm đi, tao mệt quá, mày nhớ tao hoài. Đúng. Con này là phụ nữ. Đúng. Em ơi, bây giờ anh phải về đưa mẹ đi chợ, đưa ba anh đi khám bệnh, viện lý do rồi nói em đi giùm anh đi chứ anh không đi được nữa. Sẽ là như vậy. Có nghĩa là khéo léo tìm lý do. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Người miền Tây á, họ sẽ khéo léo ở chuyện đó một cách rất là thật thà chứ không có dẻo miệng. Thấy Luân chưa bao giờ nói dối nên em đặt niềm tin vào câu này đối với Luân. Còn nếu mà Luân trả lời trái ý em là em quá thất vọng vậy luôn. Em chọn phương án A. Phương án A. Ngậm ngùi. Rồi, xin mời đưa bảng của mình lên. Xin mời câu trả lời của ba người chơi. A, B và B. Trời đâu ơi vậy? Bạn thân mà, cho nên là mình phải qua mình. Có mình không phải luôn. Chúc mừng. Thiệt luôn. Không ngờ luôn á. Anh Toàn nói thân với khách mời đã đợi trả lời chéo ngoe với người ta. Không nói thân với luôn đâu. Cho em được giải bày giùm. Giải bày sao bé, nói đi em. Anh Hoàng kêu là nếu như đó là một đồng nghiệp nam thì anh sẽ có những cái phản ứng khác. Còn đây là trường hợp một đồng nghiệp nữ mà lại xinh. Em có nghĩ là anh Long mê gái không? Anh Long mê gái không? Thật ra là gì nè, cái phân tích của em nó cũng có cái đúng. Nhưng mà cái câu hỏi và cái câu trả lời của chương trình là nó gói gọn trong những từ ngữ đó. Cho nên là em phải cố gắng em nghe những cái từ ngữ đó. Chứ nếu em phân tích thêm nữa thì nó coi chừng nó sẽ bị lệch lạc. Xin lỗi bạn thân ha. Xin lỗi trừ bạn nghĩa. Lần sau đó em gái, em đừng bao giờ nghe Hoàng Rapper nữa. Em hãy tự nghe cái gì trong cái tâm hồn của mình, trong trái mà tim rõ của ra mình. Hai anh em mình đồng điệu mà. Dạ đúng. Bây giờ mình có một món quà thôi. Điểm chắc chắn là mỗi đội sẽ có 10 rồi. Bây giờ anh phải trao cho một trong hai nhân vật này. Những người chơi, bạn thuyết phục anh Luân làm sao để anh Luân trao cái ấm siêu tốc này cho các bạn. Nếu như cái quà đó là điện thoại, chị sẽ thuyết phục anh Luân trao cho bạn nữ này. Còn nếu như mà là món quà là ấm siêu tốc thì chị hy vọng là Luân sẽ trao cho chị. Tại vì chị lập gia đình rồi, chị là một đứa trẻ mà. Luân, anh biết không? Người ta nói không, là có cái ấm siêu tóc mà em xuống xề dữ vậy. Anh biết không, cái cô này á, cô nói cô có bạn trai để làm gì, đó là cái sự chân thành của kể cho anh nghe. Nhưng em ngồi kế cổ, em chưa có bạn trai. Thì ủa, nếu gì như có cơ hội á, thì anh mang cái này cho cổ đi, cổ cho em. Không, em chưa có bạn trai thì nữa anh sẽ gửi tặng cho em món quà khác nha. Rồi, em có một cái hay quá. Thật sự là một sự thuyết phục rất xuất sắc. Tư duy của người tập yoga có khác. Một tràng vỗ tay cho cả ba đội nha. Và bây giờ ta sẽ tiếp tục đến với tình huống thứ 5. Anh Hoàng ơi, sai quá ba câu là bị phạt nha. Liệu sao trả lời nha. À, phạt người chơi hả? Phạt anh.
Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tình huống tiếp theo. Dạ, sếp cho gọi em ạ. Cái đề nghị tăng lương tháng trước em gửi á, công ty đã xem xét và chưa thấy gì. Dạ, sếp ơi, vậy đề nghị của em 5 lần 7 lượt vẫn chưa được xét duyệt, vậy khi nào em mới được tăng lương? Em chờ thêm thời gian đi. Trường hợp chờ mãi, thuyết phục mãi, đưa đơn lên mãi mà sếp vẫn không chịu tăng lương, vậy thì A, trở về tiếp tục làm việc và chờ đợi. B, tranh cãi với sếp về chuyện tăng lương. Và C, chuyển chỗ làm. Hoàng rapper, cố lên. Cung sư tử là một người luôn nắm thế chủ động và có khuynh hướng là lãnh đạo luôn. Hay, phân tích đồ cung hoàng đạo được dữ dội lắm. Nó hay lắm, bán hai chục lớp nữa chữ nữa. Tự tin lên. Hết thời gian bình luận rồi quý vị. 1, 2, 3. Coi như là chuyển chỗ làm luôn. Rất dễ dàng để trả lời câu hỏi này. Tức là không thích, mình không làm luôn. Bởi vì mình còn sức khỏe, mình sẽ làm được những cái thứ khác còn lớn hơn chuyện đó nữa. Rất thẳng thắn luôn. Và không biết có mang lại điểm số cho ba đội chơi hay không. Và yeah, mỗi đội chúng ta sẽ nhận được 10 điểm từ chương trình. Chúc mừng. Anh Hoàng rapper, chắc anh ít khi nào được cái người kế bên khen chị Như hay quá hay là anh Hoàng hay quá, đúng không? Không, quan trọng là mình đồng điệu em à. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo. Cộng tốc này là của ai? Anh đã đi đâu trong khoảng từ 4 giờ 45 phút đến 5 giờ? A, im lặng mặc kệ cô gái muốn làm gì làm. B, yêu cầu người yêu dừng việc tra khảo mình. C, hỏi gì đáp nấy. 4 giờ 45 tới 5 giờ chiều. Hình như là trong trường hợp này là cô bạn gái hay ghen. Người yêu cũ của Minh Luân có hay tra khảo kiểu này không ta? Không, đang đóng phim chung với em nè, để em gọi. Dạ, đang đi phim chung với em đúng không? Để Luân hỏi cho nha. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Xin mời đội chị Khái Như đi. nhìn ra Như, nhìn anh là ánh mắt à. Em nhìn anh bằng ánh mắt mà em không biết. Tại vì trong cái trường hợp này có hai câu em phân vân, đó là B với C. Tại vì nhiều khi anh thiệt thà, anh nói anh đi đâu thì nói đó thôi, chứ có gì đâu mà cứ hỏi hoài. Còn câu B mà em thấy 15 phút cái thời gian này nó rất là ảnh hưởng luôn. Ngắn. Nên em nghĩ là B. Em B. Đừng có hỏi anh nữa, anh quá bực bội rồi. Câu của em cũng vậy. B luôn. Tại vì anh Linh luôn, anh cũng nóng, dễ em cũng nóng tính lắm nha. Dạ, cái này biết, cái này biết. Con đội của anh Hoàng rapper. Người đừng để lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim. Nên không thể nào nha. Tại vì cái này Hoàng áp dụng với Hoàng á, sợ lắm, vợ hỏi gì nói nấy đâu, dám cãi lại gì đâu. Cái phương trình phân tích đúng chứ không? Tức là cái chuyện mình đã giải thích rồi mà cứ hỏi hoài. Wow à. Nhưng mà cái mà cao hơn nữa, tức là Minh Luân không bao giờ sợ ba mặt một lời. Hay quá. Trời ơi, Hoàng ơi. Trời ơi, người trung thực. 10 điểm dành cho đội của Hoàng rapper. Tình huống kế tiếp. Có 3 bức hình A, B và C. Minh Luân sẽ lựa chọn đi đến nơi nào? Anh muốn được hình cùng A, hình em B, hình C. Về à, vùng là chúng qua. Ta đi đâu hả? Có thác hả? Trời ơi, thác Minh Luân check in nhiều lắm ở chỗ này đó em ơi. Mình check in nhiều lắm biển. Rồi. Minh Luân không thích chui vô hang động đâu, ông sẽ dơ lắm, ông sẽ không tùng lắm. Hang để em tập lên tường thông với anh Luân đấy. Bắn Bluetooth. Phương Trinh đang rất là hoang mang. Trời, luôn. Phương Trinh cái ông gì đàn ông rồi quá trời vậy lên. Mời bên kia vô bạn nước. 2, 3, dớt. Nhung nghĩ thế nào? Em tưởng tượng anh mặc và cái em. Quần đùi ở bãi biển nha, rất là đẹp. Em quyết định chọn C. Cái cấu hình của anh là chỉ hợp với cái bãi biển C thôi. Mà vậy là bây giờ anh biết được cái gu mà đàn ông, cái mẫu đàn ông mà em gu nó mặn lắm anh à. Có gió, đi đồ sống muối đồ. Nói chung là người anh cát không? Lăn lăn dưới cát được đó. Chị chọn đáp án B.
Biển thì là Minh Luân có thể là muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng mà trong ba địa điểm này, với một người đàn ông thích khám phá thì Luân sẽ chọn B. Tại vì không phải ai muốn đi tới hang én này cũng được. Có nghĩa là phân tích vào tâm lý luôn nha. Nhiều khi chị biết đó là hang én, ổng không biết, ổng coi hình cũng không biết đâu. Ổng biết cái hang thôi. Sao Nhi? Bà Nhi? Em cũng phân vân giữa A và C. Tại vì em nghĩ anh Luân hồi nãy có nói là cung sư tử là lửa. Tắm biển ha. Nên là sẽ chọn nước để dung hòa lại. Nhưng mà theo những gì em quan sát thì có vẻ ảnh sẽ thiên về cái gì đó nó nhẹ nhàng, đơn giản nhẹ nhàng, đi tắm biển luôn cho rồi. Ba đội chơi chúng ta trả lời vậy, mình mới biết một điều rằng là những bạn trẻ tôi thích những cái sự lãng mạn, đúng không? Thích đi biển, thích đi thác rồi đó. Còn khi mà chị Ân thì là chọn một cái gì đó nó rất là bình yên. Trong cái hang đó là bình yên. Bình yên. Đó là một sự bí ẩn và liêu trai đó. Kiểu như là khám phá một tí xíu. Nó không phải là đi du lịch nữa mà nó là một cái sự chinh phục. Tức là bản thân Minh Luân lúc nào cũng thích chinh phục đi rừng hoặc là đi trên những cái hang động. Tóm lại là anh đi đâu? Tóm lại là đáp án B. Chọn B. Đáp án B. Không thể tin được. Chúc mừng đội Minh Luân đã đi ngược hoàn toàn với những hình ảnh mà anh check in trên Facebook. Đừng bao giờ follow Facebook của Như Luân như hồi nãy anh đã truyền unfriend rồi, tốt qua cho em rồi mà. Thì đó, em nhận tập bậy đó. Chưa bao giờ thấy Minh Luân chơi trò chơi vượt thác rồi hay là những trò chơi mạo hiểm. Không phải là mấy bạn mà chưa lập gia đình á là cứ tưởng tượng là Minh Luân body như vậy ra biển thôi. Đúng rồi, bây giờ không hết rồi. Nhưng mà thật sự là người đàn ông hấp dẫn nhất không phải là lúc khoe body mà lúc họ chinh phục. Trời ơi. Với những suy nghĩ rất là sâu sắc của chị Ân, đội giải đã đứng đầu với số điểm là 60. Đội chị Như có 50 điểm. Và đội Hoàng Rapper thì chỉ có 30 điểm. Không sao. Cấp độ 2 được nhân đôi số điểm nha. Mình chỉ trả lời cùng với nhau có một câu duy nhất mà thôi. Và khám phá ra chiếc thùng bí mật của chương trình, diễn viên Minh Luân đã viết từ khóa nào vào trong đó. Và câu hỏi là: theo bạn, tính cách nào của diễn viên Minh Luân ngoài xã hội? Lịch thiệp, thẳng thắn, ít nói, cầu toàn, lạnh lùng và cuối cùng là sông sáo. Anh ơi, đem bắn lưu thuốc à. Minh Luân đã có đáp án nằm trong này anh rồi. Anh Luân có thể bật wifi bên sóng cho em được không? Nói anh rớt đi em. Anh Minh Luân á, ảnh là một người thẳng thắn nè, sông sáo nè, không hề ít nói nè, ảnh cầu toàn nè, ảnh không lạnh lùng nè, ảnh là Minh Luân. Cái lịch thiệp là nó bao gồm tất cả con người của ảnh luôn. Trên em thấy chị có vấn đề gì á? Em thấy từ khi có anh Luân cái chị bị giống như là chị xài pin luôn á, chị sao như búp bê vậy á, sao đó? Em bên em mềm ra luôn chị bị gì vậy? Ôi vậy hả? Em hát nữa đi em, hát nữa đi. Hát nữa đi em. Nữa hả? Thôi. Vầng trăng tôi đẹp mà. Em ơi, sống thời lượng chương trình có hạn. Anh ơi, anh Luân có nhìn thấy em không? Không. Theo em nghĩ qua cách tiếp xúc và nhiều lần hợp tác với Minh Luân, anh chàng này rất là chỉnh chu, kỹ tính, giữ đúng chữ tính. Cái sự cầu toàn trong ấy là rất là lớn. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng ý kiến của Dung. Dung anh chọn Hoàng là... tư vấn cho em từ cầu toàn, em có đồng tình hay không? Em nhìn bề ngoài của anh thì rất là chỉnh chu, lịch thiệp. Theo em được biết thì cung sư tử là những cái người mà luôn muốn đi đầu, thì họ thường rất là chăm chút tất cả mọi thứ. Em cũng nghĩ đáp án là cầu toàn. Cầu toàn luôn. Còn đội chị Khánh Như? Em đang phân vân hai cái giữa cái cầu toàn và thẳng thắn. Nhưng mà cuộc sống có đến lúc em phải chọn. Thôi cứ coi như là mình chọn cái điều mà mình thích ở anh ấy đi ha. Còn anh có hay không kệ anh. Ừ. Em chọn cái thẳng thắn. Rồi, xin mời các bạn đưa đáp án của mình lên. Cầu toàn và thẳng thắn. Ba cái không đúng về mình. Ít nói là chắc không rồi. Lạnh lùng cũng không phải là tính cách của Minh Luân. Còn lịch thiệp thì không phải là riêng Minh Luân đâu. Anh đây cũng lịch thiệp, đây cũng lịch thiệp. Và tất cả chúng ta ngồi đây, tất cả đều lịch thiệp. Thì Minh Luân không phải là cái người gọi là xông xáo. Tức là mình lúc nào cũng lùi về một bước để mình có thời gian để mình... có góc nhìn rộng hơn. Đúng, góc nhìn rộng hơn. Cái cầu toàn á, trong đó Minh Luân cũng có ít thôi chứ không phải là nhiều. Minh Luân muốn là một cái người... Thôi nè, mình mở ra mình em lấy đáp án bên sâu nè. Này, làm tuột máu chị em. Chơi sổ số anh Luân, mãi bên nhau bạn nhé. Lúc nãy thì Minh Luân có tặng quà cho chị Ân rồi. Chắc là cái thùng quà này sẽ tặng... thùng quà này sẽ tặng cho Như. Em có coi một số cái chương trình mà nó thực tế của anh Luân á. Em thấy anh Luân làm ruộng, em thấy anh Luân cuốc đất, em thấy anh Luân chất phát người miền Tây á. Em cũng là người miền Tây nên em cảm giác á, cái chữ thẳng thắn nó gần với mình nhất. Thật ra cái cầu toàn á thì có một phần là đúng, bởi vì á, mình làm cái gì mình cũng muốn cho nó tốt. Nhưng mà chưa hẳn
mình hãy lúc nào cũng phải chừa cho một con đường. Ví dụ như thắng thì mình phải làm gì, còn thua thì mình đã nằm trong cái dự đoán của mình, thua không sao. Nhưng mà cái thẳng thắn mới chính là con người thật của mình. Tức là mình nói được, mình làm được và mình làm, mình sẽ không bao giờ sợ. Thì ghê chưa? Cho nên, đội chị Khánh Như chúc mừng được nhân đôi số điểm 100 điểm. Yeah! Vui vẻ quá! Ở anh bạn thân của anh Luân, anh nhiêu điểm nhở? 300 thì phải. Chia 10 ra còn 30. Đội Phương Trinh vẫn có 60 điểm, chúc mừng. Kính thưa quý vị, như vậy là ta đã kết thúc vòng 1 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Vòng 2 với tên gọi Đàn ông nói. Cũng đã báo hiệu chúng ta đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình mang tên Đàn ông nói. Cấp độ 1, ba người chơi và nhân vật cùng xem chuỗi tình huống trên sân khấu. Trả lời câu hỏi ở các khoảng dừng, đáp án trùng khớp với đáp án của nhân vật được 20 điểm. Cấp độ 2, xem 6 từ khóa về tính cách của nhân vật trong quan hệ gia đình. Trả lời câu hỏi, tính cách nổi bật nhất của nhân vật trong quan hệ gia đình là gì? Trả lời đúng, được nhân đôi số điểm hiện có. Với 6 từ khóa và ngay bây giờ chúng ta sẽ được theo dõi. Xin mời. Hiếu thảo, biết lắng nghe, ấm áp, ghét, sâu sắc và hài hước. Các người chơi, mình phải đặt mình vào tâm lý của bạn Minh Luân như thế nào để có thể chọn ra tất cả những đáp án đúng nhất cho tất cả các tình huống của chương trình ngày hôm nay. Nhớ nha quý vị, trong gia đình nha quý vị, đến lúc em ghi vào rồi đó em. Cái tờ giấy thì lớn mà ảnh viết có chút xíu à. Oh, bỏ vào đây, niêm phong lại tình huống mà chương trình đưa ra ngày hôm nay. Xin mời. Ảnh ngon dữ trời. Trời ơi, ngồi đang một mình luôn. Lấy một cái đi, cái bánh nhiều lớn, chia gì, bánh ngon mà, chia gì. Để qua cái vụ miếng bánh vào một bên đi, bàn cái miếng khác đi. Miếng gì? Cái miếng mà tháng trước anh em mình bàn đó.
tháng trước bạn nhiều miếng lắm không nhớ. Trời ơi, cái miếng quan trọng mà không nhớ hả? Ừ. Miếng đất, cái miếng đất mà anh em mình bài nó nhớ không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Ừ. Miếng đất đó là ba mẹ để lại cho anh, cho em. Xem như là miếng đất hương quả. Với lại 2-3 năm nữa đó là anh về quê cấm câu nuôi vịt nuôi gà rồi. Cho nên miếng đất đó không có bán được. Ba má là để lại cho anh. Ừ. Với cho em luôn. Ừ. Là nó có phần của em đúng không? Bởi vậy bây giờ lấy cái phần mà của em đem bán đi, chuẩn bị cho cái live show sắp tới của em. Em đang chuẩn bị làm một cái live show hoành tráng kỷ niệm 2 tháng đi diễn của em. Em tạo dấu ứng cho em. Mới 2 tháng làm live show chỉ hoành tráng dữ vậy? Không phải, mình phải tạo nét không? Nhiều khi cái đó là cái show cuối cùng của em. Bây giờ anh cũng không cần biết là cái live show, live siết gì hết. Nhưng mà bây giờ là anh nói với em lần cuối, đó là miếng đất đó anh sẽ không bán, bởi vì anh sẽ về quê ở. Vấn đề là bây giờ em đang cần tiền 500 triệu lận phải bán miếng đất mới có tiền làm show chứ. Anh chặn được ước mơ của tôi luôn hả? Người em trai này có tiếp tục thuyết phục người anh bán đất nữa hay không? Ba người chơi tham gia chương trình, bây giờ các bạn hãy tìm hiểu xem với tính cách của Minh Luân, Minh Luân sẽ đưa ra đáp án như thế nào trong tình huống vừa rồi. Anh Luân mới diễn 2 tháng sao luôn. Anh Minh Luân á, ảnh nghĩ cho những người thân của anh lắm. Và anh rất là hiếu thảo. Em nghĩ là nếu mà người anh đã nói là về ở rồi thì với tính cách của anh Luân, ủa tôi có tài năng mà bây giờ tôi sẽ có thể là mượn mà bạn bè này hay là tìm cách nào đó để mà làm cái live show mà không cần phải bán đất. Chị Ân có đồng tình không? Không. Nhi sao bé? Nhi không. Nói có mà Như nói không. Như dành Như ghi cho không. Dành ghi dành là không. Ờ, tụi em hai thành viên cùng là cung song tử hết nên tụi em bàn bằng ánh mắt. Và cuối cùng là? Dạ là không. À, giống như là cái phân tích của Phương Trinh, tức là cái đất hương quả. Với lại mình sẽ có nhiều cách để mình thực hiện ước mơ của mình. Nhưng không hẳn là mình sẽ bán những cái đất hương quả của mình. Vậy của dưới quê cho nên là không. Oh yeah! Chúc mừng ba đội, mỗi đội có 20 điểm. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tình huống. Bữa nay vui quá, hẹn anh là mua một tí đồ nhậu sương sương, anh em mình làm chút đỉnh nha. Hôm nay tự nhiên có qua rủ tôi đi nhậu, có vấn đề gì không? Vui vui, có nhiều chuyện vui lắm. Mới trúng show giải mã đàn ông phải không? Bây em không đàn ông sao cần giải mã nữa. Nghĩ nghĩ nghĩ. Đàn ông muốn chết thì giải mã nữa thì cái mệt mẻ. Đủ miếng đất nữa, cái dính em là miếng đất hiểu không? Anh gọi điện thoại nói em là anh tìm được cái giải pháp mà bán cái miếng đất đúng không? Bây giờ lấy cái miếng đất đó chia đôi tiền bán được cho em làm lấy số đúng không? Anh nói là có giải pháp cho miếng đất. Ừ. Nhưng không cần bán đất. Không bán đất sao có tiền? Thì anh nhờ bên ngân hàng á, định giá miếng đất đó là được khoảng 1 tỷ. Có nghĩa là bây giờ anh chỉ cần đưa em 500 triệu là em đủ tiền làm lấy số rồi đúng không? Đúng rồi, 500 triệu. Nhưng mà hiện giờ là anh xoay được mới có 200 triệu à, cho nên còn 300 triệu khi nào mà anh xoay đủ thì anh đưa thêm ha, anh đưa trước 200. Bây giờ phải đưa đủ tiền 500 triệu đưa cho người ta, ta trả tiền ta xây dựng cái sân khấu chứ. Anh hứa với em á là trong vòng 2 tháng nữa là anh sẽ đưa em nốt phần tiền còn lại nha. Chứ giờ bản thân anh cũng khó khăn quá. Em phải thông cảm nè nha. Em có đồng ý cách này không? Câu hỏi của chương trình đưa ra là cậu em có đồng ý cách giải quyết cọc tiền của người anh hay không? Em nói thiệt luôn á, là với cái tính của anh Luân là anh Luân không đụng tới tiền người nhà luôn á. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp này mà bắt bây giờ chịu có hay không thì em nghĩ chắc phải có, là tại vì anh sẽ chọn cái cách để mà thôi lấy 200 cũng được rồi, xây sao từ từ. Coi như là chấp nhận là cọc 200 đúng không ạ? À, là 200. Có. Rõ ràng là tâm lý đàn ông của chúng tôi là không thích dựa dẫm vào ai hết. Nếu như anh Luân đối diện với trường hợp này vẫn sẽ tiếp tục là tự mình xoay sở. Nên là thôi cứ tạm thời là cũng sẽ nhận số tiền đó. Số tiền còn thiếu sẽ tự xoay. Là có, giống như đội chị Khá Như luôn. Xin mời cả ba đội đưa bảng kết quả của mình lên. Cả ba đội chơi đều là có. Nếu là nhân vật thì mình luôn sẽ chọn là có. Bởi vì đã là anh em trong một nhà, mình nên tìm một cái phương án nào đó để mình giải quyết cho một cách ổn thỏa. Chứ không nên là xảy ra những cái chuyện gì đó nó đáng tiếc. Trong cái trường hợp vừa rồi mà ông anh thì tại vì cái thái độ của anh cũng cảm thấy là rất là vui vẻ, tại vì anh là người chủ động gọi về là anh sẽ có cái phương án này nè. Anh tính như vậy thì thực ra thì sự nghiệp của thằng em thì mình cũng lo chứ, thì mình nhìn thấy anh như vậy thì chắc chắn là mình sẽ nhận. Và cuối cùng đáp án của em là gì? Là có. Là có. Chúc mừng cả ba đội. Mỗi đội sẽ nhận về 20 điểm. Điểm số đang ngang nhau luôn, mỗi đội đang có 40. Chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình huống của chúng ta. Anh Hưng, tại sao vậy hả? Đứng gì coi.
Tại sao tụi em anh mà anh đối xử với tôi thua một người dân nữa hả? Cái chuyện miếng đất đó, sao đối xử với tôi vậy? Trời đất ơi, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Anh thử đi, đặt mình vào vị trí của tôi đi. Bây giờ sao tôi đang cần tiền tổ chức cái live show của tôi. Bây giờ tôi lấy cái miếng đất của tôi, ba má cho tôi bán là chuyện của tôi thôi. Mắc gì để cái bản là đang tranh chấp vô gì? Ai mua miếng đất đó? Anh á, là cũng nghĩ cho em thôi. Bây giờ em thử nghĩ coi, em lấy 500 triệu đó em đập vô cái live show của em, rồi em nhắm em có thâu gì đồng nào không, hay lại mất hết tất cả? Anh yên tâm đi, tôi mới diễn 2 tháng rồi chưa có cái gì để mất đâu. Vấn đề là bây giờ tôi cần tiền làm cái live show đó, hiểu không? Không nói nhiều nữa, và anh cũng không muốn giải thích cho em bất cứ điều gì hết. Anh không muốn bán đất, bởi vì anh nghĩ cho em. Ok, còn nếu thắc mắc gì á, đi kiện đi. Anh... thì trong tình huống vừa rồi chúng ta xem liệu người em có kiện người anh ra tòa hay không? Có hay không? Đoán sao cho giống ý của anh Luân em. Tính cách người ta đã từ đầu như vậy rồi, thẳng thắn mà. Rồi sao, cuối cùng chọn sai đúng không? Không phải có. Một, hai, lên. Không. Là không. Không, không. Luân cũng không luôn. Trong cái hoàn cảnh vừa rồi, thậm chí là ở ngoài cũng vậy đó, chắc chắn là không. Nếu mà anh em mà để mà lôi nhau đi ra mà kiện tụng như vậy á, còn chưa tính tới kiện không biết chừng nào mới xong đó nha. Tinh thần đâu nữa làm live show. Đúng rồi. Dạ, câu này quá đơn giản, mỗi đội có thêm 20 điểm nữa. Trời ơi, cái vòng này cạnh tranh ngang tài ngang sức luôn á. Và để xem tình huống cuối cùng. Làm live show riết hết tiền, bỏ nhà cửa trống trơ trống quát vậy. Quý ơi, kiếm đồ có chuyện gì không? Làm gì mà xuống cấp dư trời, chuyện đâu còn có đó. Làm gì sầu não vậy, bỏ nhà cửa vậy rồi trộm nó vô sao? Trộm vô nó lấy cái gì? Còn tấm thân này sao nó lấy? Bây giờ tôi cần tiền, tôi làm cái live show của tôi, mà anh nghĩ sao anh chặn đứng cái ước mơ của tôi? Thôi, dù sao cũng anh em trong nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thấy em vậy sao anh nỡ đứng ngoài được. Nè, cầm đi. Đưa ba lô tôi đi bán hay cái gì? 500 triệu đó, cầm lấy mà làm live show. Trời ơi, đâu 500 triệu nhiều quá vậy? Nhà anh á, đem đi cầm ngân hàng rồi, được 300 triệu, thêm 200 triệu anh xây được. 500 triệu đó, lo mà làm live show cho tốt. Nói vậy là thế chấp căn nhà của anh cho em mượn tiền hả? Ừ. Sao anh làm vậy? Mệt quá, hỏi nhiều ghê, lo làm live show cho tốt nghe chưa? Cố lên. Và đó chính là tình huống cuối cùng ngày hôm nay dành cho ba đội chơi. Vậy câu hỏi là người em có nhận số tiền của người anh đưa cho để thực hiện ước mơ hay không? Nhi ơi, cá nhân em đang suy tư điều gì? Em bắt chước chị Như á. Em dò Bluetooth. Dò Bluetooth luôn hả? Em nghĩ cái tính của anh Luân, anh sẽ không bao giờ mà nhảy múa ca hát trên cái sự mà cầm cố nhà cửa của người anh mình. Thì em lại một lần nữa em nghĩ là không. Tại sao Như không nghĩ là ngay từ đầu nó ước muốn như vậy? Tại sao mình lại không nghĩ là mình sẽ nhận? Với cái kinh nghiệm làm nghề của anh cũng như của mọi người ở đây á, làm live show là xác định lỗ. Thường người ta nói là có dư giả lắm người ta mới làm live show, không ai làm live show để kiếm tiền hết. Thì với cái người em này thì có thể người em đó sẽ làm đó. Nhưng mà nếu mà mình đặt trường hợp là Minh Luân sẽ làm như thế nào thì em không nghĩ là anh Luân sẽ làm như vậy. Theo chị nghĩ là với cái đường dây tâm lý nhân vật mà từ đầu tới giờ, người em có thể nhận số tiền đó tại vì đã thỏa mãn được ước mơ của mình rồi. Nhưng mà với cái tình cảm mà người anh dành cho mình á, thì chị nghĩ là Minh Luân sẽ chọn cái đáp án là không nhận. Rồi, xin mời các bạn hãy đưa đáp án của mình lên đi ạ. Không. Cả không, ba đều là không. Xin mời Minh Luân. Trong bốn cái tình huống mà thật là Minh Luân ngoài đời thì sẽ không và không và không và không. Nhưng mà cho về cái tâm lý nhân vật, về cái tình huống đưa ra, và nếu như hiện tại bây giờ mà mình không nhận thì nó là bị ngược tâm lý. Ngược tâm lý của nhân vật mà từ nãy giờ mình xem. Tại vì cái ước muốn của cậu ta là từ đầu đến cuối là thậm chí cả bán đất để làm live show. Quá ước mơ, quá khao khát được làm cái live show. Đến lúc cuối cùng có số tiền đó thì chắc chắn phải nhận chứ. Luôn không nghĩ là bạn đó cảm nhận được tình cảm của anh mình lãng tử quay đầu sao? Xúc hiếm động quá, lắm. Không lấy tôi tiền, không làm hay sao nữa. Cái tính cách của Luân và cái nhân vật này, tôi chỉ nghĩ là cái lòng tự trọng của mỗi thằng đàn ông. Đúng rồi. Bởi vì cái tình huống đưa ra là cầm cố cái nhà của anh mình kìa.
một sự mạo hiểm mà nắm chắc trong tay. Nhưng mà chị thì chị vẫn nghĩ là Minh Luân chọn đúng, tại vì trên thực tế đầu giờ mình thuyết phục, bây giờ nhà thì cũng đã cầm rồi, tiền cũng đã mượn rồi, cứ làm đi. Tại vì nếu bạn này nghĩ bạn này làm mà thua, bạn này không có làm đâu, bạn ấy nghĩ làm thắng nó, bạn và mới làm. Và đáp án của anh Luân lựa chọn là có. Xảy ra tình huống như thế này ngày hôm nay cũng là một sự thách đố dành cho Minh Luân cũng như là ba đội chơi. Vậy là chúng ta đã khép lại 4 tình huống ở cấp độ số 1. Chắc chắn bây giờ mọi người sẽ phải sử dụng hết những cái suy luận của mình để trả lời câu hỏi đúng tính cách của diễn viên Minh Luân trong gia đình mọi người nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với 6 từ khóa. Hiếu thảo, biết lắng nghe, ấm áp, ghét, sâu sắc và hài hước. Nếu như trả lời đúng thì mọi người sẽ được nhân đôi số điểm. Thời gian thảo luận và trả lời bắt đầu. Như hai mình hợp hiểu với nhau hơn hay sao á, chọn gì cũng như Trang. Thôi em dạy mà anh đi hợp lý hơn. Đúng rồi. Đây là anh phải ngồi kia đi, em giải mã. Đúng rồi, là vậy là em win chắc luôn á. Hai người này hiểu nhau sao, chương trình này hiểu nhau. Trời, tôi nhìn mà ánh mắt thôi tôi hiểu nhau là muốn nói gì luôn á. Chắc là bây giờ phải hỏi Dung trước đi. Em phân tích từng cái, em loại trừ trước đi. Khi mà chưa trải qua các tình huống thì em nhìn thấy cái chữ hiếu thảo và biết lắng nghe. Nhưng mà sau một hồi cố vấn của em đã đưa cho em rất là nhiều cái lập luận hay. Suy luận của em cũng như là anh Hoàng, tụi em đều đồng ý với đáp án là biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Chắc là mời Nhi đi. Em cũng chọn hai cái là hiếu thảo và biết lắng nghe. Trong cái tình huống này đi, là anh em, cái chữ hiếu thảo không, nó chưa đủ. Nhất là ở cái tình huống cuối cùng là anh Luân, anh chọn, anh nhận cái tiền đó đó. Thì em nghĩ là biết lắng nghe nó sẽ đúng hơn. Và đáp án của em? Biết lắng nghe. Không biết chị Ân thì như thế nào ạ? Trong gia đình, nói chung về gia đình thì sẽ bao gồm nhiều mối quan hệ, cha mẹ, vợ chồng và cả con cái nữa. Thì cái tính cách mà nó bao quát và nó cần thiết nhất chính là biết lắng nghe. Lắng nghe cha mẹ, lắng nghe người bạn đời của mình và là lắng nghe cả con cái của mình. Và anh nghĩ là Luân sẽ sở hữu cái tính cách đặc biệt đó. Xin mời chị cho xem đáp án. Ai nghĩ tốt vậy anh Trương đó anh? Cho xem đáp án. Tốt chưa chắc đúng. Đáp án của chị là biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Trước khi chị Tường cho mọi người xem, Luân hãy phát biểu cảm nghĩ đi ạ. Thật ra mọi người có những nhận xét rất là đúng. Đúng với những cái mà xảy ra trong 4 cái tình huống vừa rồi. Nhưng mà thật ra tính cách của Luân thì nó lại khác. Và cuối cùng đáp án của em là gì? Cái chữ hiếu thảo không, nó chưa đủ. Em nhìn thấy cái chữ hiếu thảo và biết lắng nghe. Tính cách mà nó bao quát và nó cần thiết nhất chính là biết lắng nghe. Và đó chính là hiếu thảo. Và rất tiếc là chúng ta không ai được điểm ở trong vòng này cả. Em nghĩ là biết lắng nghe nó bao gồm luôn hiếu thảo trong đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, tại vì đâu. Mình khi mình hiếu thảo với cha mẹ mình mới lắng nghe. Không phải. Sai. Hiếu thảo là hiếu thảo. Hồi nãy lúc mà vừa mới lên là em ghi chữ hiếu đúng thảo. Rồi. Vừa mới xong là em ghi chữ hiếu thảo. Đúng, đúng. Nhưng mà những người con gái trẻ và cả những người mà chưa có gia đình hay là những người mà chưa có trải nghiệm nhiều hay là những người chưa có trải qua thăng trầm nhiều á thì sẽ nghĩ nhiều về cái từ biết lắng nghe. Nhưng mà em lại thấy là cái từ hiếu thảo nó rộng lắm. Hiếu thảo nó, nếu mà muốn hiếu thảo là phải biết lắng nghe, phải biết ấm áp, chưa chắc, phải biết chưa chắc, như ví dụ như chị không có lắng nghe nhưng mà chị hiếu thảo. Đôi lúc chị biết ba mẹ chị nói không đúng nhưng ba mẹ chị muốn chị sẽ làm. Đó là hiếu thảo. Nó có nghĩa là em đối với em hiếu thảo là trên hết. Lắng nghe là phải phục đấy em. Phải nghe và tiếp thu không, và nghe mà hiểu là trong mà gia làm đình, theo là điều khác. Trong gia đình có thể có thảo luận, có tranh cãi, có tất cả mọi thứ. Nhưng khi đưa ra quyết định cuối cùng, mình vẫn luôn quyết định những gì tốt đẹp nhất cho ba mẹ mình, ông bà mình. Đó là hiếu thảo. Luôn rất là hiếu thảo. Gia đình cần bất cứ điều gì, Luôn sẽ cố gắng làm cho bằng được. Thật ra mình cũng muốn lắng nghe đó. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ thôi, cái gì mà gia đình hay là ba mẹ muốn, mình luôn luôn dành một cái tình cảm nhất định trong gia đình. Tức là ba mẹ muốn cần cái gì, muốn làm cái gì sẽ chiều, rồi sau đó mình sẽ có một cách thuyết phục khác. Là biết lắng nghe đó. Cái đó là biết lắng em nghe đó. Em cũng thấy là cái đó nó thiên về biết lắng nghe. Đúng rồi. Mình lắng nghe không có nghĩa là mình sẽ làm theo, mà mình lắng nghe để mình phân tích cái nào được, cái nào không, tôn trọng cái ý kiến nào của ba ưu mẹ. Tiên hơn, cái nào không ưu tiên hơn. Vâng, chúng ta đều biết lắng nghe, nhưng sự lựa chọn của anh Luân là hiếu thảo. Hiếu thảo. Chia buồn với ba đội chơi. Và ở vòng này chúng ta không có điểm nào cả, chúng ta sẽ cộng lại điểm từ vòng 1 đến vòng 2 quý vị nha. Đội của Hoàng Rapper 90 điểm. Đội của Phương Trinh Julie 120 điểm.
và đội của Mèo Khả Như 160 điểm. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến vòng 3 của chương trình với tên gọi Đàn ông Làm. Trai đâu mà quá trời vậy không? Chắc lắm nha chị Tường nha. Trai tài được. Năng nữa. Giải mã sao cho hết. Bây giờ suốt cuộc đời các Tường chỉ để dành đi giải mã. Quý vị thân mến, tiết mục rất là sôi động vừa rồi đã báo hiệu chúng ta đã quay trở lại với vòng 3 của chương trình được mang tên Đàn ông Làm. Nhân vật trực tiếp xử lý tình huống do chương trình đưa ra. Người chơi có 1 phút đặt câu hỏi cho nhân vật để giải mã. Xem 6 từ khóa về tính cách nội tại của nhân vật, trả lời câu hỏi. Tính cách nổi bật nhất của nhân vật là gì? Trả lời đúng, nhân đôi số điểm tích lũy từ vòng 1 và vòng 2. Vô đi con. Ba. Con có lộn ai không vậy? Anh Luân. Ủa? Trinh. Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Dạo này em sao rồi? Dạ. Em, em khỏe. Anh khỏe không? Anh khỏe. Cô uống trà nha. Dạ. Ăn bánh. Anh Luân à, em biết là anh có gia đình rồi, nhưng mà hôm nay em đến gặp anh á là em muốn nói anh một chuyện rất là quan trọng. Em cứ nói đi. Mặc dù là em với anh chia tay nhau đã 7 năm rồi, nhưng mà có một chuyện này em cần phải nói cho anh biết sự thật. Đây là con trai của anh. Lúc đó gia đình của anh bắt anh lấy vợ, không cho quen em. Nhưng mà trước khi anh đi, em đã làm xét nghiệm thì em biết là em có thai rồi. Mà đây nè, em có đem theo giấy xét nghiệm đàng hoàng ADN nè. Lúc anh đi là cái cọng tóc của anh, hai cọng tóc vẫn còn dương trên gối. Và anh đã lấy nó. Em đã dành 9 tháng sau em xét nghiệm. Anh hãy coi đi, Minh Luân, nghệ sĩ Minh Luân trong đó. Trinh à, nếu như mà hôm nay em đến đây em vì cái lý do này thì thực sự là anh không tin cho lắm. Bởi vì cái giấy này có thể làm giả mà. Không có giả đâu anh cứ lại viện xét nghiệm Pasteur, nghe đường Pasteur á anh. Anh luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng cái tình cảm mà anh với em cùng quen nhau. Nhưng hiện tại bây giờ anh đã có vợ, anh đã có gia đình rồi, em cũng đã bây có giờ anh gia đình, không tin không? Không con ca ba đi với mẹ anh đi đi với em đi, mình ra mình xét nghiệm lại lần nữa đi. Em mà nói dối anh á là bây giờ cho xe đụng em cỡ nào anh cũng ơi, chịu hết á. Sao em đợi anh ngoài cửa lâu quá vậy? Anh nói
vừa về tới nhà là hai vợ chồng mình đi siêu thị liền sao không đi? Ủa đây là ai vậy? Sao lạ quá vậy em? Dạ chào chị, tôi là Trinh, là mẹ của con của anh Luân chồng chị. Cái chuyện này á thì chắc chắn rồi, chị xem đi. Nói rõ ràng luôn nè, bây giờ em lấy chồng, em sắp lấy chồng nước ngoài, em đi nước ngoài rồi. Gia đình em rất là khó khăn, nuôi bé Cara bây giờ không có tiền để lo cho mẹ ở nhà bị bệnh nữa. Khoan khoan, bây giờ mọi người ơi, cùng xe nha, chia sẻ nha, live stream nha, đánh ghen văn minh nha mọi người ơi. Như vậy là sao? Tự nhiên hai vợ chồng mình nó lên kế hoạch là sẽ sinh con, mà bây giờ em chưa kịp sinh là anh có con rồi, làm sao anh Luân? Em à, Như, em phải bình tĩnh, em phải tin anh chứ. Những chuyện quá khứ, đó là quá khứ. Dạ. Và anh không bao giờ anh phủ nhận đó. Nhưng mà là chuyện tương lai và hai vợ chồng mình đã rất hạnh phúc bên em nhau. Em biết rồi, em biết cái chuyện hai mình hạnh phúc, hai mình yêu nhau. Nhưng mà cái chuyện mà con của anh á, trời ơi, nó giống anh như hai giọt nước gì đó anh. Anh xe mạnh nha anh. Ủa chị ơi, vậy là bây giờ á chị giao con cho vợ chồng em nuôi hả? Bây giờ vậy nè chị. Đây, bạn bây giờ em phải đi luôn. Nước ngoài em lấy chồng rồi, nhà em khó khăn lắm. Hàng chị nuôi là con của em nha. Con của anh Minh Luân, nhà chính xác luôn, có giấy tờ rõ ràng ADN rồi. Anh ơi, chị không tin chị đem, cứ đem ra Baxter giùm em. Tôi biết rồi, bà nội ơi, chị với chồng tôi. Đứa nhỏ như thiên thần. Mọi người ơi, bây giờ coi nè, coi vợ chồng em giờ ở đâu có một đứa con vậy, em phải xử lý làm sao? Anh Luân ơi, giờ anh xử làm sao? Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh ngồi xuống đây. Em à, ngồi nha. Anh có thể ngồi ở đây cũng được. Dạ. Dạ, mời anh. Trinh à. Dạ, em nghe. Cái chuyện của mình đã chia tay cách đây 7 năm rồi. Dạ. Và anh không hề nghe bất cứ một cái điều gì về cái đứa con này. Dạ. Thật sự nếu là con của anh sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Tất cả những chuyện trên đời này chúng ta đều có thể giải quyết được, có thể thay đổi được. Nếu như thật sự là con của anh sẵn sàng. Anh sẽ chấp nhận. Anh sẽ nuôi nó. Anh ơi, anh chấp nhận ơi. Nhưng mà em thì sao? Em là vợ anh, em muốn hai đứa mình có con riêng của hai đứa mình. Sao tự nhiên có đứa con này không phải con của em? Người ta la anh Luân quá trời chửi, chị Như quá trời chửi luôn. Sao tự nhiên chửi thôi? Người ta biết con của anh thiệt anh Luân ơi. Nè anh, nó giống anh như lắm nè. Em phải tin anh. Ngon con. Từ lúc anh lấy em ta về tới bây giờ, anh không hề lừa dối em, anh không hề gạt em bất cứ điều gì. Em thậm biết chí, đây nhưng là mà bữa nay em biết anh gạt rồi nè. Anh lỡ thôi, ngày xưa chuyện xưa lỡ thôi. Lỡ kệ gia đình tôi. Con thôi đừng nói nhiều nữa nè. Con lại đây ngồi kế ba đi, nhìn mặt tròn là biết là giống ba Minh Luân rồi. Con được coi đi, thôi em đi với chồng đây, tạm biệt anh. Ủa? Con ơi con. Em phải ở lại đây, em phải giải quyết hết tất cả những vấn đề này. Em không thể nào em gieo cho anh như vậy rồi gia đình của anh tan nát như thế nào. Con giải quyết đi, con anh kìa. Em đi lấy chồng rồi. Con ơi, con ở lại với ba nha. Mình đi lấy chồng con ở với ai, con em về con ở với ba luôn. Em quá em à. Em buồn lắm mà mỗi lần buồn lắm phải không? Anh cố gắng nuôi con giùm em nha. Con nó khổ lắm, nó xa ba nó 7 năm rồi anh ơi. Em không, thế nào? Hôm nay chúng ta đã là người lớn rồi, chúng ta phải giải quyết theo một cái cách gì đó ổn thỏa nhất. Anh ơi, anh phải hỏi ý kiến của em. Bây giờ tự nhiên anh bắt em nuôi con ta làm sao em không hiểu. Nếu thật sự là con của anh xin lỗi vì đã giấu em điều đó. Nhưng mà thật sự trong chuyện này anh cũng không biết. Và hôm nay là ngày đầu tiên và anh cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt nó. Và anh cũng chưa chắc đây là thật sự là con của anh hay không. Thật sự cho nên là anh sẽ cần biết những cái điều mà anh nên biết, đó là xác định ADN. Xác định rồi nè. Trời ơi, ADN dần dần, chứng cứ dần dần nữa. Chứng cứ rồi. Bây giờ em phải đau khổ nè. Bây giờ anh nghĩ đi, giữa con với là vợ anh. Anh coi cái nào quan trọng hơn. Bây con giờ em nói đó. Nè, em sẽ nói cho anh biết. Đó là một, là anh giữ quá khứ của anh. Đó là anh nuôi con của anh. Bởi vì em không thể nào chia cách tình phụ tử cha con như vậy. Nhưng em sẽ ra đi. Còn nếu như anh chọn em thì anh phải trả con về cho Trinh. Chứ em không thể nào nuôi một đứa con của người khác, em không chấp nhận được. Nếu em thật sự em thương anh và biết anh có con riêng, em có sống với anh không? Ba kìa. Đó, trời ơi. Bây giờ anh chọn, chọn đi con em đi. Hoặc là con của anh, con anh chọn nè. Đi đó, bây giờ anh chọn đi, em về nhà mẹ em. Một người đã ra đi. Ba, anh chọn con anh đi. Ba, ba chọn mẹ con sắp lấy chồng rồi. Ba ở với con thôi. Khổ ghê. Bởi vậy tôi nói thiệt á, ra qua đây con. Đó, đây mới là con tôi liệu quý vị. Trời ơi, tóc xù mới là con tôi liệu quý vị. Làm khó anh quá đúng không anh? Không mà túm gọn lại là giờ anh quyết định sao?
anh giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Nãy giờ là hơi rối đúng không? Nếu như tình huống này thật sự xảy ra ngoài đời, em sẽ giải quyết như thế nào? Cái thứ nhất là mình chưa có xác định được con của ai, cho nên cái điều đó là cái điều mà chắc chắn là mình luôn sẽ đi tìm ra ngọn ngành. Rồi. Vấn đề thứ hai là mình không thể nào mình bỏ cho vợ của mình giận mình như vậy. Thật ra mình chưa biết chắc nghe như thế nào, tự nhiên mình bỏ người vợ mình hiện tại là cũng không được. Để mình giữ một cái người phụ nữ mà của quá khứ là không bao giờ. Người ta không có cần. Đúng, người ta không cần mình giữ. Tại vì con hiện tại giờ chưa xác định được là con mình hay là con ai. Bây giờ cho tình huống là chắc chắn là con anh. Thật ra con mình hay không nhìn vô thần giao cách cảm là biết liền. Đúng. Nhìn cái mặt tròn là thành giống liền. Là con Minh Xù rồi. Rồi cho Minh Xù hỏi ba người chơi đi. Nãy giờ mình coi Minh Luân xử lý tình huống đó thì các bạn có đoán được một phần nào cái tính cách của Minh Luân hay không? Em cảm thấy là cái tính cách của anh Minh Luân là nó rõ ở một chỗ là ảnh rất là thẳng. Ảnh cứ nghĩ là tôi không sai, tôi không có sợ gì hết. Rõ ràng minh bạch, ảnh nghĩ cái gì ảnh nói cái đó. Ảnh lôi chị Trinh và chị Như cùng đứng lại để giải quyết cái vấn đề, để làm rõ cái vấn đề đó. Rồi ảnh mới nghĩ đến cái việc là sẽ giải quyết như thế nào. Dạ, yeah, rất là bình tĩnh, từ tốn đúng không? Còn chị Ân thì sao? Qua những cái tình huống vừa rồi thì chị nghĩ là Luân là một người rất là lý trí. Luân vẫn chưa xác định được đứa bé đó có phải là con thật sự của Luân hay không. Người yêu mấy năm đem con tới thì có những người ta không lý trí. Người ta có thể là người ta sẽ nhận liền. Mà Luân thì rất là lý trí. Từ đầu tới cuối Luân vẫn rất là bình tĩnh là phải xác nhận lại, xét nghiệm ADN lại. Còn cái ADN của người yêu cũ đem tới thì không thể nào biết được. Có thể không phải là làm giả mà lấy của một người khác, hoặc là lấy của bố đứa bé đem đi xét nghiệm cũng được. Nhưng đồng thời Ân cũng thấy là Luân là một người rất là có trách nhiệm. Có nghĩa là một người đàn ông biết nghĩ cho người khác, không chối bỏ thẳng thừng. À không, anh xác định đây không phải là con anh, không phải. Luân giữ cái thế đó, ở đó là anh sẽ xác nhận lại và rất có trách nhiệm với người vợ của mình. Cảm ơn chị. Còn Nhi, sao em? Em cũng có đồng quan điểm với chị. Em thấy là anh Luân ảnh có cái tính rất là chu toàn. Có nghĩa là bên cạnh cái thẳng thắn, ảnh muốn mọi thứ đều rõ ràng thì ảnh còn muốn nữa là đối với mọi người ai cũng sẽ được cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà làm như vậy thì nên ảnh cũng đang hơi bị rối. Vì cái muốn chu toàn đó mà ảnh đang rối rối. Đúng, mình cũng đồng ý là mình ảnh vẫn rối, nói thẳng thắn mà chưa giải quyết. Sao cái khúc người ta kêu đi ra là viện Pasteur làm liền, không kéo hết ba bốn mặt một lời đi xét nghiệm liền luôn là đi. Là kết luôn rồi, là kết luôn. Cái đó không phải là cái mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Mà nếu như lúc đó mình là một cái người nóng tính thì mọi chuyện sẽ hư hết. Thứ nhất là gì nè, tự dưng một người phụ nữ nào đó dẫn con nói, ồ con của anh. Rồi mình sẽ đánh đổi cái hạnh phúc gia đình của mình sao? Không hề. Tức là vợ mình vẫn là trên hết. Còn nếu thật sự người đó, nếu là con của mình, con thật của mình, thì mình phải nói chuyện với vợ mình. Đúng, đúng không? Chứ không lẽ bây giờ nếu là con ruột của mình, ok, tôi bỏ trách nhiệm hết, thì đứa trẻ nó vô tội mà. Người lớn có tội, nhưng mà trẻ con không có tội. Nhưng cái vấn đề ở đây đưa ra là cái người vợ không đồng ý với cái chuyện đó, mà trên thực tế có rất nhiều người vợ không đồng ý là người đàn ông này có con riêng. Nếu tôi biết anh có con riêng, tôi không có yêu anh rồi. Tự nhiên bây giờ lòi ra một đứa con riêng. Chính vì vậy Minh Luân mới hỏi người vợ của mình, nếu thật sự mà em biết anh có con riêng, đứa con hiện tại là con riêng của anh, em có còn thương anh nữa không? Nếu thật sự mà nói anh có con riêng rồi tôi không yêu anh nữa, thì cái đó không phải là tình yêu, nó là một cái sự so đo tính toán. Cái đó mình cũng phải suy nghĩ lại. Còn cái chuyện mà gọi là mình là một cái nhân vật trong đó, mình phải bình tĩnh, mình xử lý tất cả mọi việc. Chứ nếu lỡ thật sự đứa con đó là con ruột của mình cháu bỏ trách nhiệm thì tội nghiệp đứa nhỏ. Còn nếu thật sự là không phải đứa con mình, tự nhiên cái là mình phải đánh đổi người vợ của mình thì sao? Tức là những cái điều đó là những cái điều mà mình nên bình tĩnh. Mà cái chuyện đi xét nghiệm ADN là chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm ơn anh. Thật sự ra nhờ có cái tình huống này mà mình bóc tách được nhiều thứ hơn ha. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu để xem những cụm từ giải mã tính cách của diễn viên Minh Luân là như thế nào. Quyết đoán. Thực tế. Lãng tử. Vị tha. Cứng nhắc. Và cuối cùng là cẩn trọng. Tại vòng này thì chúng ta sẽ có cơ hội mỗi người chơi sẽ được hỏi diễn viên Minh Luân những câu hỏi nào để diễn viên Minh Luân sẽ trả lời cho các bạn để chúng ta có một cái dự đoán chính xác hơn. Và thời gian của chúng ta chỉ có một phút cho mỗi người. Minh Luân đã có đáp án của mình và đáp án sẽ được niêm phong vào trong chiếc thùng bí mật này. Xin mời ba đội chơi lần lượt đặt câu hỏi với Minh Luân. Rồi xin mời Dung ạ. Một phút bắt đầu. Trước giờ anh Luân đã bao giờ mà làm những cái việc mà mình cảm thấy hối hận đến bây giờ chưa? Có. Nếu như cái việc mà anh làm đó ảnh hưởng tới người bên cạnh mình thì anh sẽ làm như thế nào? Câu trước tiên đó là xin lỗi từ thật tâm mình. Thứ hai nữa là mình cố gắng mình bù đắp
mình sẽ chữa cái sai lầm đó bằng mọi cách nếu mình có thể làm. Nếu như cái việc đó mà ảnh hưởng lớn, có nghĩa là ảnh hưởng đến cuộc đời của người đó, giống như là trường hợp của chị Như hồi nãy, anh có suy nghĩ đến việc là sẽ làm một cái gì đó để thay đổi cái lỗi lầm của mình trong quá khứ không? Có. Ba câu cũng một phần nào đó chúng ta dự đoán được hầm hầm đúng không ạ? À, chị Ân, bây giờ sẽ là thời gian của chị. Tiếp tục tình huống hồi nãy, vợ thì đùng đùng bỏ đi, người yêu cũ cũng bỏ đi để đứa con lại, thì anh Minh Luân sẽ hành động gì tiếp theo? Hiện tại giờ mình đang, đây là đang trong lúc mình giải quyết một câu chuyện hết sức là căng thẳng. Nếu như mình chỉ cần thiếu bình tĩnh thôi thì mình sẽ hành động thiếu suy nghĩ là nó sẽ ra một cái câu chuyện khác. Cho nên nó trong cái trường hợp vừa rồi luôn quan tâm cái người vợ của mình. Tức là chưa hết thời gian. Chỉ có một phút thôi, phải nhanh lẹ vô vấn đề chính. Nhi ơi, ráng hỏi nhiều câu gãy nhanh gọn nha. Nhanh nha Nhi. Một phút bắt đầu. Nếu như là tương lai anh chọn vợ thì anh cần những yếu tố gì, tính cách gì ở người vợ? Chung thủy là cái đầu tiên nè, là người hiểu chuyện. Hiểu chuyện này nó bao gồm những lúc nóng giận thì những cái lúc đó mình không nên cãi nhau mà nên nhường nhau. Ví dụ chồng sẽ nhường vợ hoặc người vợ sẽ nhường cho chồng trong cái khoảnh khắc cãi lộn đó. Tiếp. Sử dụng hết khoảng thời gian của mình để tìm hiểu về Minh Luân. Vậy thì bây giờ các bạn đã có đáp án vào trong bảng của mình chưa ạ? Xin mời các bạn hãy cho chương trình xem đáp án của mình. 1, 2, 3. Cẩn trọng. Wow. Ba người là như nhau. Không biết là có một cái sự trùng khớp gì ở đây hay không mà cả ba đều là cẩn trọng. Nhưng mà Minh Xuân thấy có rất là nhiều những cái tính từ cơ mà, đúng không? Cuối cùng người giải đáp vẫn là diễn viên Minh Luân. Quyết đoán cũng đúng mà, thực tế cũng đúng luôn. Tại sao lại chọn cẩn trọng? Minh Luân nghĩ sao? Thật ra cái tình huống vừa rồi với lại những cái câu hỏi phụ vừa rồi thì quyết đoán nó cũng là một cái, có một cái tính chất ở trong đó là quyết đoán. Nhưng mà Minh Luân tôn trọng cái thực tế hơn. Thực tế nó sẽ xảy ra, cái chuyện gì đang xảy ra và thực tế nó như thế nào mình phải tìm hiểu, phải làm sáng tỏ những cái điều mà mình đang thắc mắc. Bởi vì Minh Luân có nói một câu, tất cả mọi thứ trên đời này có thể thay đổi được nhưng mà không bao giờ thay đổi sự thật. Và đáp án của diễn viên Minh Luân là có một cái tính chất ở trong đó là quyết đoán. Nhưng mà Minh Luân tôn trọng cái thực tế hơn. Tất cả mọi thứ trên đời này có thể thay đổi được nhưng mà không bao giờ thay đổi sự thật. Và đáp án của diễn viên Minh Luân là? Là thực tế. Là thực tế. Hồi nãy không chịu bán Bluetooth với em để em lạc. Đúng mà quý vị, thực tế nó là như vậy. Mình cẩn trọng, mình quyết đoán gì cũng cần biết. Nhưng phải biết sự thật nó như thế nào chúng ta mới chọn được cách giải quyết đúng đắn nhất, đúng không Minh Luân? Cho nên nếu mà thực tế mình phải dựa theo thực tế đó thì mình mới quyết đoán hay không, mình sẽ cẩn trọng hay không, mình sẽ lãng tử mình hay là có cách gì đó mình sẽ xử lý sao. Còn cái thực tế là cái quan trọng nhất. Bởi vì mình phải tôn trọng thực tế thì từ cái thực tế đó mình mới giải quyết một cái cách gọi là nghiêm minh nhất và gọi là chính xác. Một tràng pháo tay chia buồn với các đội. Và tổng kết lại qua 3 vòng thi, điểm số hiện nay của 3 đội chơi như sau. Đội của anh Hoàng Rapper được 90 điểm. Đội của Phương Trinh được 120 điểm. Và đội của chị Khánh Như 160 điểm. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được đội giải nhất ngày hôm nay, đó chính là đội của Khả Như. Yeah. Ba người chơi thân mến ơi, ba cô gái thân mến ơi, hôm nay có cơ hội ha, được gặp diễn viên Minh Luân. Thôi thì chúng ta sẽ có một món quà đặc biệt nữa dành cho ba nhân vật nữ này. Các bạn cứ hỏi thoải mái diễn viên Minh Luân trong vòng mang tên Hỏi Thẳng Đáp Thật. Mỗi người chỉ được hỏi một câu hỏi duy nhất thôi ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn một câu hỏi nào mà mình tâm đắc nhất. Xin mời Dung. Em cũng có câu hỏi riêng rồi, nhưng mà anh Hoàng cũng gợi ý cho em một cái câu hỏi rất là hay. Trời ơi, dòng này đâu có còn điểm gì nữa mà cần cố vấn em ơi. Em hãy hỏi đúng cái gì em muốn nào hỏi mà hay đi. Mà phải biết là nói hại hay không, là Hoàng hại hay không là biết liền nè. Hại, mình hại. Có còn bạn hay không, kích bạn nhau hay không thì biết là tối nay qua câu hỏi này nè. Mời em. Hiện tại anh đang có tình cảm với cô gái nào? Ê chà, đáp thật nha. Chà. E.
Friend hả? Khoe bạn anh tôi đi. Khoe hoành luôn. Minh Luân đang có tình cảm với một cô gái trong nghề. Wow. Làm ca sĩ. Wow. Xác nhận. Rất thành thật rồi. Nha, không có gian dối gì vậy là nha. Được rồi. Dạ. Rồi xác nhận. Tối nay về lắp cái bún cho em. Mời chị Ân ạ. Chị muốn hỏi Luân là theo Luân như thế nào là một người đàn ông tốt? Trả lời luôn, là một người biết quan tâm tới cảm xúc của người phụ nữ. Mời đội của cô Văn Khả Như. Mời Nhi. Trong năm nay anh có muốn lấy vợ không? Có. Ngắn gọn và dễ hiểu. Giải mã bóc tách được gì hay không, nhưng mà ngày hôm nay có một cái niềm vui vào cuối chương trình như vậy là đáng vỗ tay nữa. Yeah. Yeah. Không phải nhờ câu hỏi của mình đúng không mới lầu gì ra vụ này được. Xin mời ba người chơi ra sân khấu nhận thưởng. Vâng và đây chính là phần cuối của chương trình. Chúng ta sẽ trao giải thưởng cho ba người chơi. Đầu tiên chắc là Minh Dù mời chị Cát Tường trao giải ba trước ạ. Giải ba trị giá là 3 triệu đồng tiền mặt và một bộ đồ gia dụng. Xin chào tặng cho em. Chúc mừng cho Dung nha. Tiếp tục em là giải nhì trước. Đây, 3 triệu đồng tiền mặt cùng với một chiếc điện thoại thông minh dành cho chị Ân ngày hôm nay. Chúc mừng chị. Và mình luôn xin được chúc mừng cho người thắng giải cao nhất trong ngày hôm nay. 5 triệu đồng và 50 triệu đồng voucher. Làm đẹp. Xin được cảm ơn và chúc mừng những người chơi. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay Minh Sùng và Cát Tường đã đưa tất cả mọi người đến với thế giới của người đàn ông là diễn viên Minh Luân cùng với ban cố vấn ngày hôm nay rất là dễ thương và đáng yêu. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chúng tôi. Đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 19:30 ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải Nam Media thực hiện. Xin được cảm ơn nhãn hàng Đa Hồng Đơn đã đồng hành cùng với chương trình này. Yeah. Còn bây giờ, tất cả chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.